Phải không chạy, phải không chạy. Gửi chị với mấy bọn chữ chết ngồi rưới xíu nha các bạn, dính cái bo vàng khổ luôn. Rồi rồi tỉ quá rồi, mới đó lẹ. Rồi 6 giờ được. Đúng giờ ít chim rồi. 6 giờ là không có chim. Rồi ra quay con mồi nè. Đi kia Apple hả? Dạ. Yeah. Đơn giản thôi các bạn. Chim mồi đó. Các bạn có thấy đơn giản không? Bó mồi giật cái tưng 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 á. Chim mình là ban ngày ban đêm mà giật cái tưng lên, còn chim ban ngày lẫn xuống lại. Ông Tín Vlog đây. Mình là Tín Tâm Hòa nha các bạn. Mình Tâm Hòa thôi, mình nhưng mà mình làm ở Đà Nẵng. Cái mình ở Tâm Hòa. Đến chứ nghe đi được cái là giải trí mà không có còn cái được cái là gì có tiền các bạn. Mình mới lộn đây còn nó hay dấp nha các bạn. Các bạn liệu hồn bỏ qua nha. Liệu hồn bỏ qua nữa. Đúng. À, chế độ ăn uống ở dân chim đây.
rồi.